Lúc 9 giờ 17 phút ngày 30 tháng 1, ekip bác sĩ bệnh viện Từ Dũ đã tiến hành mổ bắt con cho thai phụ L, 28 tuổi, ngụ Đà Nẵng. Bé trai nặng 2,9 kg đã chào đời hồng hào, khỏe mạnh. Ngay sau khi được sinh ra, ekip các bác sĩ tim mạch và sơ sinh của bệnh viện Nhi đồng 1 đã siêu âm tim lại cho cháu bé ngay tại phòng mổ của bệnh viện Từ Dũ. Hình ảnh siêu âm tim cho thấy máu từ thất phải lên động mạch phổi tốt, van động mạch phổi hẹp ở mức trung bình, thay vì hẹp khít nếu không can thiệp thông van giai đoạn bào thai, tồn tại ống thông động mạch. Các bác sĩ chuyên khoa tim mạch Nhi kết luận không cần phải can thiệp gì thêm trong giai đoạn này, bé sơ sinh khỏe và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện Nhi đồng 1. Trước đó, thai phụ L được bệnh viện Đà Nẵng chuyển đến bệnh viện Từ Dũ vào đầu tháng 11 năm 2023 với chẩn đoán thai có bất thường nặng về tim, một dị tật bẩm sinh không có lỗ van động mạch phổi, thiểu sản thất phải. Trong quá trình theo dõi tại bệnh viện Từ Dũ, bất thường tim thai bắt đầu có dấu hiệu trở nặng, nguy cơ tử vong trong bụng mẹ hoặc ngay sau khi được sinh ra. Sau đó, ekip các bác sĩ chuyên khoa tim mạch Nhi và các bác sĩ chuyên khoa sản của bệnh viện Nhi đồng 1 và bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp thực hiện can thiệp thông van tim cho bào thai ngay trong bụng mẹ thành công. Sau can thiệp thông van tim cho bào thai, siêu âm kiểm tra thấy dòng chảy qua van động mạch phổi của thai nhi tốt, không tràn dịch màng ngoài tim. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam một thai nhi mắc tim bẩm sinh không có lỗ van động mạch phổi, thiểu sản thất phải được sinh ra trong tình trạng khỏe mạnh, hồng hào, không phải can thiệp cấp cứu ngay sau sinh. Thông thường, thai nhi mắc loại dị tật tim này sẽ bị tím tái ngay sau sinh, cần phải hỗ trợ hô hấp và can thiệp tim mạch khẩn cấp ngay sau sinh, nhưng nguy cơ tử vong rất cao.